Xin chào các bác nha. Thì bữa trước các bác nói là nếu mà muốn bồn cầu xả mạnh chỉ cần đục một lỗ ở chân là nó sẽ thoát hơi ra và nó xả mạnh, thì cái đó là tuyệt đối không nên cho các bác. Tại vì sao? Thay vì chúng ta phải ngửi cái mùi chất thải lúc chúng ta xả thôi, thì chúng ta sẽ phải ngửi nó cả ngày cả đêm, bất cứ lúc nào chúng ta mở nhà vệ sinh ra chúng ta sẽ ngửi thấy cái mùi chất thải đó. Cái bồn cầu này nè, nếu mà nó chỉ cần hở một lỗ, như cái lỗ kim ở chân thôi, là nó đã rất rất là hôi rồi. Vậy nên chúng ta phải trám thật là kỹ đó, để tránh cái mùi hôi. Vậy cái trường hợp mà nếu mà nó bị xả yếu thì như thế nào? Chúng ta sẽ đục cái bồn cầu ra, ví dụ như đây nó gắn ở trên nền gạch này, cực kỳ dễ đục nha các bác. Các bác chỉ cần một cái đục, và chúng ta khoét những cái khoét ở xung quanh đó này, xung quanh cái chân cầu, và chúng ta lắc nhẹ cầu này nó sẽ ra thôi, rất là dễ dàng đấy. Còn nếu mà vô tình chúng ta dán silicon á để cho nó chắc á, thì chúng ta cũng chỉ cần dùng dao nó rạch một đường là chúng ta lắc nhẹ cái cũng sẽ ra rất là dễ. Sau khi ra xong á, chúng ta sẽ kê gạch lên, chúng ta xả thử để chúng ta tìm nguyên nhân cụ thể của nó rồi chúng ta khắc phục. Chứ chúng ta tuyệt đối không nên để một cái lỗ hở nào ở trên cái chân cầu này hết đấy.